Ok, ngành học nào hot nhất hiện nay? Đây là một câu hỏi mà nhiều bạn sinh viên thắc mắc trước khi vào giờ đời đại học, thậm chí sau khi ra trường. Nhiều người mông lung vì không kiếm được việc hoặc việc làm lương không cao. Một số đang học thì thấy mình chọn sai rồi lại chọn lại. Học xong lại thấy sai lại chọn lại nữa. Cứ như vậy học hoài. Như vậy thì tốn tiền, tốn thời gian của bạn thôi. Về định hướng nghề nghiệp thì Úc làm tốt hơn Việt Nam. Không chỉ với sinh viên đâu mà còn nhiều thành phần lao động khác. Trong clip này tôi sẽ chia sẻ để các bạn tham khảo nha. Để làm được điều này, chính phủ phải thống kê mọi ngành nghề tồn tại trong xã hội. Mỗi ngành nghề đều được cung cấp mã ngành và mức lương tương ứng cụ thể. Đây được coi là một rào cản đối với chủ doanh nghiệp. Vì nếu chủ khai thuế mà thấp hơn mức lương tối thiểu theo đúng mã ngành của nhân viên đó, thì người lao động có quyền kiện. Mà mức lương tối thiểu ở Úc thì khá cao, khoảng 17-18 đô một giờ trước thuế. Thậm chí cơ quan thuế còn cung cấp mã ngành cho từng vị trí thấp như bồi bàn, lao công, tiếp tân, dọn vệ sinh và đều quy định mức lương thấp nhất. Trả cao hơn thì không sao, mà thấp hơn thì có chuyện nha. Mà cũng không ai khùng đâu mà trả cao hơn. Nói chung rõ ràng sòng phẳng. Bởi vậy hồi đó thời còn du học tôi rất là muốn đóng thuế. Bởi vì đóng thuế được nhiều quyền lợi hơn. Cái luật của họ rõ ràng cho nên tạo ý thức cho người lao động là muốn đóng thuế. Chỉ người lao động thôi nha. Có điều thuế Úc khá cao, cao hơn cả Việt Nam nữa cho nên người ta không thích thôi. Mà thu nhập càng cao thì đóng thuế càng nhiều. Tức là muốn đóng thuế nhưng mà không thích đóng thuế cao. Hàng năm tới mùa khai thuế là mọi công dân đều phải khai thuế. Kể cả không đi làm cũng phải khai thất nghiệp. Nên anh nào mà khai thất nghiệp hoài thì chính phủ sẽ có biện pháp cưỡng chế để đi làm, chứ không phải ngồi không ăn thất nghiệp mãi đâu. Bên này tội trốn thuế thì coi là trọng tội đó. Kiểu như tội phạm nguy hiểm đến an ninh quốc gia chứ chả chơi. Người dân bên này sợ nhất là cơ quan thuế chứ không phải là cảnh sát. Vì chính phủ Úc sử dụng rất nhiều tiền thuế của dân để chi cho an sinh xã hội. Tôi kể dài dòng như vậy để các bạn hiểu vấn đề khai thuế Úc rất là chặt. Cho nên số liệu thống kê nghề nghiệp và tình trạng thất nghiệp ở Úc làm rất là quy củ, với các con số khá minh bạch và rất đáng tin. Dựa vào đây người ta mới đưa ra các thống kê tương đối chính xác, đề ra các phương án, rồi đưa ra các dự đoán, tầm nhìn. Thật ra ở Việt Nam người ta cũng làm tương tự, có điều số liệu rất là ảo. Tôi nghe đồn là các doanh nghiệp tư nhân lẫn nhà nước đều có 2-3 sổ thu chi, kiểu như lời thì khai lỗ, lỗ thì khai đạt chỉ tiêu. Rồi cũng không có cái chuẩn rõ ràng nào để được coi là thất nghiệp. Cho nên số liệu đưa lên đa phần là bị phù phép theo hướng làm đẹp hồ sơ. Vậy là coi như chả có một thống kê nào đáng tin để các bạn định hướng cả. Cuối cùng thì người ta định hướng bằng cảm giác và niềm tin là nhiều. Nên ở Việt Nam mà các bạn chọn sai thì cứ coi như là bình thường, không phải lỗi của bạn đâu. Có 3 loại hình kinh tế là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp là thứ không thể thiếu vì con người không thể sống mà nhịn đói được. Tôi sẽ làm một vlog để chứng minh Úc là đất nước nông nghiệp mà họ vẫn giàu đấy. Cho nên nếu bạn chọn ngành nông thì không lo chết đói. Công nghiệp thì theo tình hình chi phí sản xuất ở Trung Quốc tăng lên cùng chiến lược đổi mới sản xuất của họ. Cho nên nhiều nhà máy ở các công ty nước ngoài sẽ chuyển dần sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Nên bạn nào chọn làm nông dân hoặc công nhân thì không lo không có việc. Chỉ lưu ý một điều là các bạn học ít thôi. Tham gia sản xuất càng sớm càng tốt. Tốt nhất là vừa học vừa làm. Ngành hot mà các bạn đang tìm kiếm thường nằm ở ngành dịch vụ. Nó hot vì các bạn nghĩ nó việc nhẹ lương cao. Đúng là vậy, nhưng mà nó giăng bẫy đầy ở đây. Dịch vụ là những ngành nghề phục vụ cho nhu cầu của con người. Có 2 loại nhu cầu cơ bản và nhu cầu hưởng thụ. Nhu cầu cơ bản là nhu cầu tối thiểu mà ai cũng cần phải có để tồn tại, như ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Nhu cầu hưởng thụ là nhu cầu nâng cao để tăng chất lượng cuộc sống. Do đó chi phí cho nhu cầu hưởng thụ bao giờ cũng cao hơn cho nhu cầu cơ bản, mặc dù đó là nhu cầu xếp sau. Ví dụ bạn sẽ thấy việc bỏ ra 100.000 để ăn một tô phở là mắc, nhưng lại thấy có thể chấp nhận được khi bỏ ra 500.000 để đi massage. Massage đàng hoàng nha. Tức là con người có xu hướng chi tiêu thoải mái cho các hoạt động vui chơi giải trí hơn là các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Vấn đề là các dịch vụ cao cấp chỉ kiếm được tiền khi kinh tế phát triển. Người ta có dư tiền mới đi du lịch, vui chơi, mua sắm hàng hiệu, ăn chơi sang chảnh. Với tình hình là các bạn ở Việt Nam phải trải qua 4 năm đại học thì kinh tế đã đảo chiều mấy lần rồi. Cho nên không có ngành nào hot mãi được. Chiến thuật của tôi là các bạn chọn ngành cơ bản, đừng chọn ngành hot. Đừng học lâu, ra trường càng sớm càng tốt để cảm nhận nhu cầu của xã hội, rồi học bổ túc. Trường ở đâu cũng vậy thôi, luôn sáng tạo ra những ngành học với những cái tên nghe rất oách để dụ các bạn học. Vì trường học cũng là cơ sở kinh doanh mà. Theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn không nên học những ngành nghề về kinh doanh. Có những cái chữ liên quan đến quản trị, quản lý, quản trị kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự, quản trị bán hàng. Tôi nói thế này, một công ty có cả trăm nhân viên thì những vị trí quản trị, quản lý người ta chỉ cần vài người thôi. Các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm Không ai dám cho các bạn làm vị trí này hết. Các bạn nói ai nghe. Còn nếu nói cha mẹ không quen biết thì vào công ty tư nhân cũng ở vị trí nhỏ thôi. Công ty người ta kiếm tiền thật mà cho các bạn vô làm lung tung rồi lỡ phá sản thì sao? Nếu làm công ty nhà nước thì ok. Tại nhà nước thì cùng lắm là nợ thôi chứ khó mà phá sản lắm. Lời khuyên của tôi là các bạn lo kiếm được việc làm càng sớm càng tốt cái đã. Nếu muốn làm giàu thì phải chuyển lên kinh doanh, lập doanh nghiệp. Làm công ăn lương không thể nào giàu được, trừ khi các bạn là siêu sao thể thao, siêu sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh. Cái đó là đặc biệt rồi, xã hội có mấy người mà mấy ai được ổn định đâu. Còn bạn là giáo viên thì có thể mở trung tâm, mở trường. Làm bác sĩ thì có thể mở phòng mạch, bệnh viện tư. Làm thợ may thì có thể mở xưởng gia công. Làm nông dân thì có thể mở trang trại. Bán vé số cũng có thể mở được đại lý tô mà, nếu trúng số. Tóm lại, khi chọn ngành thì có hai hướng đi. Nếu bạn có sẵn đam mê thì cứ việc làm theo đam mê, lúc này bạn chọn nghề. Nếu bạn không có một định hướng nghề nghiệp cụ thể nào thì hãy để nghề chọn bạn, tức là theo nhu cầu của xã hội. Dù hướng đi nào thì bạn cũng cần phải có đam mê, vì đam mê mới có tham vọng, có quyết tâm mới làm nên việc được. Nói chung nãy giờ thì tôi gợi ý riêng thế này nha. Dựa vào vị trí, yếu tố con người, văn hóa, xã hội thì đây là cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam. Dĩ nhiên không phải ai cũng phù hợp nha, nhưng sẽ là lợi thế cho những bạn nào tham gia vào hai lĩnh vực này là công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao. Nhận xét này đến từ nhiều chuyên gia uy tín chứ không phải riêng mình tôi. Chi tiết hơn nữa thì tôi hẹn các bạn ở các clip khác nha. Chào mọi người, tôi là T-Fan. Nếu các bạn muốn xem nhiều clip hơn nữa thì hãy subscribe để đăng ký theo dõi trên kênh YouTube của tôi. Tôi có Facebook fanpage đấy, tôi để đường link dưới đây nè. Thật ra tôi đang xây dựng một dự án startup ở Việt Nam và sẽ giới thiệu với mọi người trong thời gian sớm nhất. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra thật nhiều công ăn việc làm cho các bạn trẻ Việt Nam. Nhưng trước hết tôi phải thay đổi suy nghĩ của các bạn đã. Hãy share thông điệp của tôi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.